Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ta-da. Và như anh em đang thấy thì hiện tại mình đang ở trong một cái world khá lạ đúng không các bạn. Xin giới thiệu bạn, đây không phải là làng Hero Team mà đây đang quay clip. Trời ơi, bú phem mấy bạn ơi, bú phem. Trời ơi, trời, người ta đang quay clip nhào cho bú phem kìa trời. Thôi đùa. Ok bạn ơi, thì như anh em đang thấy ở cái world này thì chắc là những bạn nào có xem trên kênh của anh Siro thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết mình đang ở đâu đúng không. Đây chính là một cái world sinh tồn của mình và anh Siro các bạn ơi. Thì dạo gần đây á, mình với anh Ro đang sinh tồn ở trong một cái world thì bọn mình cũng chưa xây gì nhiều hết á. Và có rất là nhiều bạn coi video của anh Siro và bảo rằng là trời ơi, anh Siro sinh tồn hay quá, sinh tồn vui quá. Và mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn thích xem sinh tồn, cho nên mình quyết định mình cũng sẽ làm một cái series sinh tồn luôn các bạn ơi. Và đây sẽ là series sinh tồn trong Minecraft đầu tiên trên kênh của mình, cho nên mình hy vọng rằng mấy bạn sẽ ủng hộ cái series này của mình thật là nhiều nha. Ủng hộ mình y như là ủng hộ anh Siro nha các bạn. Ok, và thật ra thì cái world sinh tồn này á, là mình và anh Siro đã gọi là nói chung là bọn mình cũng đã sinh tồn với nhau rất là lâu rồi. Cho nên á, là bọn mình cũng có được khá đồ rồi. Nhưng mà bọn mình sẽ thực hiện thử thách của mấy bạn ở trong cái world sinh tồn này. Nếu như mấy bạn muốn bọn mình xây cái gì ở trong đây, muốn mình xây những cái máy farm nào, thì mấy bạn hãy thử bình luận cho mình biết, thì mình sẽ thực hiện thử thách của mấy bạn nha. Ok, thì nói chung á, cái world này bọn mình cũng đã gọi là chơi khá là lâu rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ đi giới thiệu một số thứ ở trong cái world này cho mấy bạn biết ở trong world này trước nha. Ok, thì tập 1, bình thường người ta tập 1 là người ta sẽ mới bắt đầu sinh tồn. Bọn mình sinh tồn lâu lắm rồi, giờ bọn mình mới vô mình giới thiệu tập 1. Ok, đầu tiên nè các bạn, phải nói đến đó chính là ngôi nhà của anh Siro bạn ơi. Đây, đây chính là một cái nhà ngôi nhà mà anh Siro đã xây cho mình và anh Siro ở chung với nhau. Đấy, thì anh Siro á bạn, thì ảnh là một người khá là giỏi trong việc xây dựng, cho nên mình quyết định là cho anh Siro gọi là đảm nhận việc xây dựng bạn ơi. Và tất nhiên rồi, mình cũng sẽ gọi là xây dựng theo thử thách của bạn nha. Nếu bạn muốn mình xây gì thì nhớ bình luận lại, mình sẽ xây thử thách của bạn nha. Ok. Đấy, thì đầu tiên là cái nhà nè. Thì trong cái nhà này nó cũng bình thường các bạn, nó cũng gọi là chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi. Thì ở dưới đây mình đã gọi là bổ sung thêm một số những cái rương nữa bạn. Thì cái rương này các bạn coi nè, đây là rương ngọc emerald, nó rất là nhiều luôn. Còn đây là rương kim cương, đây mình có rất là nhiều kim cương luôn bạn ơi, cực kỳ nhiều luôn nha, xài không bao giờ hết luôn. Ok đấy, nói giỡn thôi chứ xài tự cũng hết nè. Còn đây là rương sắt nè. Đấy, nói chung là bọn mình đã chia mấy cái rương ra hết rồi. Ok, còn bên đây thì là mấy cái ruộng lúa Siro trồng để trang trí cho đẹp thôi bạn ơi. À khoan, khoe cho bạn con cáo mà mình mới vừa kiếm được nè. Xin hiểu bạn, đây là một bé cáo mà mình mới vừa kiếm được nó. Và con cáo này các bạn, thì một tí nữa mình sẽ cho các bạn xem hành trình mình bắt nó nha. Ok, một tí nữa đi. Ok, còn bên đây thì bọn mình có nuôi thêm cả ong nữa nè các bạn. Đấy, bọn mình nuôi ong nè để cho nó hút mực. Ở cái gì vậy? Hả? Ui, thẻ tát hả? Wow, mình đang cần cái này rất là, cảm ơn Huy nha. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây chính là em Huy Huy Bựa. Đấy, một người chơi chung với bọn mình các bạn ơi. Nhưng mà rất tiếc là em này không biết nói chuyện nha. Em này y hệt như Mimi vậy đó, em trai của Mimi cho nên là không biết nói chuyện. Ôi trời ơi. Ok, thì đây, chỗ này bọn mình đã gọi là tổ chức gọi là một cái cuộc party cho mấy con ong các bạn ơi. Bọn mình mua gọi là xây ba cái tổ ong ở chỗ này nè. Đấy, thì làm cách nào mình đem tổ ong được về nhà thì đây, xin giới thiệu bạn, mình có một cái cây cúp. Thì cái cúp này nó có cái độ mềm mại nữa bạn, thì mình đã có thể đào đem mấy cái tổ ong về nhà. Đấy, và mình trang trí ở đây. Ok, và ở đây ngôi nhà thì nó cũng bình thường thôi, nó có cái phòng rương nè, phòng ngủ nè, ba cái giường nè. Đây giường của Siro, giường của Đại nè, còn cái giường này là cái giường của mình nha các bạn nha. Đây giường của mình là giường màu xanh. Còn ở trên đây là cái chỗ để enchant đồ, thì chắc là mấy bạn coi bên kênh Siro thì chắc bạn cũng thấy rồi. Ok, và còn nhiều thứ nữa mà mình sẽ khoe cho các bạn ở trong đây. Từ từ để mình một tí nha. Đây, còn bên đây nè các bạn ơi, bên đây chính là một cái chuồng bò với hơn 1000 con bò các bạn ạ. À, trời nó hơi bị ồn các bạn ơi, mình sẽ xịt xa xa ra xíu. Đó, trong đó nhiều bò lắm các bạn ạ, mà mình chưa giết nữa, tại vì mình sẽ giữ bọn nó lại để mốt mình sẽ làm mấy farm bò nha các bạn nha, nghe xịn không? Đấy. Còn ở đây thì mình có trồng thêm bí ngô dưa hấu nữa nè. Mai mốt bọn mình sẽ xây luôn mấy farm bí ngô và mấy farm dưa hấu ở chỗ này luôn. Tạm thời thì mình trồng nó ở dưới đất vậy trước thôi. Đây, còn bên này chính là một cái máy farm mà mình mới vừa xây được, đó chính là máy farm lúa bạn ơi. Đấy, một cái máy farm lúa siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Và cái máy farm này á thì một tí nữa mình sẽ cho bạn xem hành trình mình xây cái máy farm này nha. Ok. Và một thứ mà mình rất là gọi là tự tin và muốn khoe cho các bạn là đây, xin giới thiệu bạn. Đây chính là
nơi gọi là giam cầm dân làng bạn ơi. Đấy, bạn thấy ghê không? Đấy, bạn nhìn nè, ở đây là mình có hơn 20 con dân làng luôn bạn ơi. Và mình bắt những con dân làng này cực kỳ gọi là cực khổ luôn á, bắt cực kỳ mệt luôn. Và mình đem nó về cho mà nó sinh sản rồi. Bây giờ đã hơn 20 con dân làng luôn rồi. Bạn nào muốn xem clip mà mình gọi là bắt mấy con dân làng này á, thì một tí nữa mình sẽ cho bạn xem hành trình nha. Ok, bây giờ mình giới thiệu trước. Trời ơi, gì rồi? Còn nhắc tới cái quá khứ đau đớn của anh đã từng thử đi bắt dân làng ở trong cái Washington dây sinh của anh. Nó chạy tùm lum hết trơn, khó có chịu lắm luôn á. Anh nghĩ rằng là bắt dân làng dễ sao, phải có những cái người mà kỹ năng như em thì mới bắt được thôi. Không thôi mình đùa thôi, nói chung bắt dân làng cũng rất là dễ, có điều là anh Siro chưa biết cách bắt thôi bạn ơi. Ok, còn ở đây nè, mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chỗ này, thì chắc là mấy bạn nào coi bên kênh Siro thì bạn cũng biết rồi, nhưng mà thôi mình cứ thích thì mình giới thiệu lại thôi. Đây, để mình chạy qua đây. Xin giới thiệu các bạn, ở bên đây chính là nơi đi đến máy farm nhện của mình các bạn ạ. Thì mình đã xây cái máy farm nhện này mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành nha các bạn nha. Cực kỳ lâu luôn. Ok, nhảy xuống đây nè. Wow, đã chưa. Rồi, rơi xuống nước nè. Tổm, đây. Xin giới thiệu bạn, đây chính là chỗ farm nhện của mình. Thì ở đây nó có một cái lồng farm nhện các bạn ạ. Thì đứng ở dưới đây không thấy được, phải lên trên đây nè. Đây, một cái lồng farm nhện ở bên trong. Và nó sẽ xuất hiện những con nhện bên dưới này đó các bạn. Thì mấy bạn chỉ cần đứng ở bên dưới đây mấy bạn farm thôi, mấy bạn sẽ được kinh nghiệm và được gọi là rất là nhiều tơ nhện luôn nha. Thì đây mình cho các bạn xem nè, đây. Quá trời tơ nhện luôn. Còn ở đây nữa các bạn, đây. Một nùi tơ nhện luôn, cực kỳ xịn luôn nha. Đấy. Và mình mới vừa phát hiện ra ở bên đây nữa các bạn, nó có thêm một cái chỗ là gì ta? Máy farm hình như là zombie. Cu đạo nó mới vừa tìm thấy được các bạn ạ. Cho nên là mình gọi là quyết định là thời gian sắp tới mình sẽ xây cái máy farm zombie ở chỗ này. Ok. Mình bay lên nha các bạn nha. À quên, các bạn hồi nãy là bạn đạo nha các bạn, mình đọc nhầm thành là bạn đại. Xin lỗi bạn. Ok. Rồi, đây, chỗ này là chỗ đi đến máy farm zombie nữa bạn. Sắp tới mình sẽ xây cái máy farm chỗ này. Trời xa dữ ta. Đấy, nhưng mà may mà có mấy cái xe này chạy nhanh các bạn ạ. Ok, rồi. Đây, đây chỗ này là chỗ để farm zombie nữa bạn. Nhưng mà mình chỉ mới xây sơ sài thế này thôi. À không, cái này là bạn đạo xây nha các bạn. Mới xây sơ sài thế này thôi. Sắp tới mình sẽ nâng cấp nó lên. Ok. Rồi, và bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ gọi là cho mấy bạn xem cái nội dung chính của video hôm nay. Đó chính là hành trình của mình để xây cái máy farm lúa và hành trình của mình dẫn mấy con dân làng về làng nha. Ok, rồi, bắt đầu nào, let's go. Ok mấy bạn ơi, và trong lúc mà Phong đang đi mai á, thì Phong đã phát hiện ra ở gọi là trong rừng nó có một cái ngôi làng mọi người ạ. Và Phong đã chế tạo những cái xe mỏ nè để nhốt những con dân làng vào trong đây. Đấy, và bây giờ thì Phong sẽ dẫn những con dân làng về nhà nha các bạn. Đấy, thì cách để dẫn mấy con dân làng về nhà cũng rất là đơn giản thôi. Nói chung là bạn nào chưa biết thì Phong hướng dẫn nè. Mấy bạn chỉ cần xây cho Phong ra một cái cổng địa ngục nha. Mấy bạn biết để làm gì không? Là bởi vì cái khoảng cách từ cái cổng địa ngục này đến cái cổng địa ngục kia nó sẽ rất là gần so với gọi là thế giới bình thường luôn. Cho nên mấy bạn muốn dẫn mấy con dân làng từ ở ngoài xa về thì xây cổng địa ngục là nhanh nhất các bạn ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ qua bên địa ngục trước nha. Rồi ok, sau khi mà vào trong địa ngục nè thì mấy bạn hãy gọi là đi vòng vòng đây để mấy bạn quan sát coi. Mấy bạn hãy nhớ vị trí xung quanh đây nha. Còn không đơn giản hơn, mấy bạn chỉ cần bấm F3 nè, sau đó là lưu cái tọa độ của nó lại đó, chụp bức ảnh nè, sau đó là chúng ta quay trở về thế giới bình thường. Quay trở về thế giới bình thường. Rồi bây giờ nha, chúng ta nhiệm vụ chúng ta tiếp theo á là sẽ gọi là đẩy mấy con dân làng từ ở cái ngôi làng của bọn nó vào trong địa ngục mấy bạn ơi. Đẩy, chúng ta sẽ đưa dân làng vào trong địa ngục nha các bạn. Thật sự á là mấy con dân làng này các bạn, bọn nó di chuyển lung tung hết à, cho nên cái việc đưa bọn nó về cũng khá là mệt. Rồi xong luôn Creeper, vãi nồi ơi. Rồi xong mấy bạn ơi, chết con dân làng của tôi luôn rồi. No, trời ơi dân làng đã ít rồi mà còn bị Creeper nổ chết mất con nữa, trời ơi, buồn dữ. Không sao, ok, bây giờ mình sẽ đẩy con này về vậy. Trời ơi, coi như là mất con các bạn ơi. Đó, thề luôn, trong Minecraft mình ghét nhất là mấy con Creeper các bạn ạ. Nó nổ phát chết dân làng của mình luôn rồi. Trời ơi. Ok, thôi để mình đưa con này về. Ây, trời ơi các bạn ơi. Tính ra tôi quên mất là tôi có đem theo đường ray. Mà tại sao tôi không dùng đường ray để đẩy bọn nó vô cho nó dễ hơn ta. Trời ơi, thề luôn á, tự nhiên không quên mất. Ok, rồi đặt cái đường ray nè, đưa bọn nó qua bên địa ngục nha các bạn nha. Con dân làng nhìn mình kìa các bạn, nó không muốn mình đưa bọn nó xuống địa ngục đâu. Nhưng mà thôi, xin lỗi mày phải đi thôi. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên kia nha. Bây giờ là đưa con dân làng ở bên địa ngục xong rồi nè. Thì giờ tôi sẽ gọi là đào cái hố, tôi chôn nó xuống dưới nha các bạn, để gọi là tránh trường hợp nó sẽ đi lạc hoặc là bị zombie tấn công nha các bạn. Ok, đào chôn nó xuống dưới đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia, mình dẫn thêm mấy con khác qua bên đây nữa. Tiếp theo là con số 2. Rồi, trời ơi, bắt mấy con dân làng này mệt ghê luôn các bạn ơi. Nhưng mà thôi, phải cố thôi chứ biết sao giờ. Muốn đem bọn nó về nuôi là phải gọi là chịu cực thôi chứ giờ sao.
Ok, chơi sinh tồn mà, đúng không? Sinh tồn thì chúng ta phải kiểu gọi là chịu cực chịu khó xíu chứ. Ok. Rồi bây giờ để mình gọi là đi qua mình bắt thêm mấy con bên kia nữa bạn ơi. Mệt dữ. Rồi ok bạn ơi, thì tôi có xây một cái đường ray từ bên gọi là cái cổng địa ngục gọi là về nhà tôi qua bên cái cổng địa ngục của mấy con dân làng nữa bạn. Thì bây giờ mình chỉ cần qua bên đó mình đẩy mấy con dân làng từ bên đó về bên đây thôi là ok, xong. Rất là đơn giản luôn bạn ạ. Ok, mình bắt được tổng cộng là 3 con nha bạn. Chắc là một tí nữa mình sẽ đi bắt thêm nữa, chứ 3 con thì mình thấy nó hơi ít đó bạn ơi, vẫn chưa đủ. Đấy ok. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo hơi mệt nè, chính là phải đẩy từng con về nhà bạn ạ. Trời ơi trời. Mấy con dân làng này nó sung sướng quá ha, nó ngồi im chỗ à. Có tôi là tôi mệt là tôi phải đẩy nó về nè. Đấy. Trời, đó phê chưa phê chưa? Được đi tàu lượn siêu tốc quá đã. Ok. Rồi nó lên trên đó này. Bây giờ thì lên trên đó đập cái xe đẩy ra, sau đó là đem nó về nhà thôi. Tôi thề với mấy ông luôn á, là cái công việc mà dẫn mấy con dân làng về nhà á bạn, là cái công việc mà mệt nhất từ trước giờ tôi làm luôn á. Ok, đập ra nè. Là con dân làng nó đã về nhà của chúng ta á bạn ạ. À. Bây giờ chúng ta chỉ cần về nhà thôi. 2000 years later. Ok mấy bạn ơi, thì mình đã bắt được tổng cộng là 3 con về nhà nè các bạn. Sau một thời gian khá là dài, khá là lâu luôn. Mệt ơi là mệt đúng không các bạn ạ. Rồi bây giờ mình có xây một cái hố để mình nhốt bọn nó xuống dưới, để tránh zombie tấn công bọn nó các bạn ơi. Zombie mà cắn bọn nó cái là coi như là gọi là tiêu tùng hết công sức luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lại nha. Rồi và tiếp theo nữa, 3 con thì nó vẫn còn ít lắm, cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ đi kiếm thêm vài con nữa để đem về nhà nha các bạn. Ok, đi thôi nào, let's go. Ôi, mấy bạn ơi, mấy bạn coi tôi mới vừa kiếm được cái gì nè. Mấy bạn thấy gì chưa? Một con cáo bạn ơi. Hồi nãy đang vô trong rừng để đi kiếm dân làng á, cái tiện phát hiện ra con cáo để trong rừng, thế là tôi lấy cọng dây thừng tôi xích cổ kéo về nhà luôn bạn ơi. Cái con cáo này các bạn thì rất là khó bắt luôn, cho nên là tôi tạm thời là tôi lấy cọng dây thừng tôi kéo nó về nhà trước, rồi tôi sẽ thuần hóa nó sau. Nhưng mà giờ đang hình như là đang trời tối rồi, phải đi ngủ trước cái đã. Sau đó sáng mai tôi sẽ cho nó ăn cherry để gọi là thuần hóa nó các bạn ạ. À. Để tôi đem mấy cái quả cherry về để tôi thuần hóa con cáo các bạn ạ. À. Đây. Ủa, cái gì dễ vậy? Mới cho nó ăn có một có một quả thôi là xong luôn á ha. Mà tính ra con này dễ, nó dễ thuần hóa vậy ta? Có một quả là xong à. Ok. Mà khoan, bây giờ để tôi coi tôi sẽ nhốt nó ở chỗ nào đây. Trước tiên tháo dây thừng ở trong nó trước đã. Ủa gì vậy? Ủa sao nó ôi ơi. Ủa kỳ vậy? Sao tự nhiên nó gặm luôn cái dây thừng của tôi luôn rồi mấy ông. Ủa khoan thôi, trả đây con ơi, trả cho anh dây thừng. Ủa gì kỳ vậy? Ủa vậy giờ sao trời? Sao lấy lại được cái dây thừng đây? Ủa chết rồi, bây giờ sao đây, nó gặm luôn cái dây thừng của mình rồi bạn ơi. Cái dây thừng này gọi là mình không kiếm được slam, cho nên là mình phải giết mấy cái ông gọi là gì ta? Mấy cái ông gọi là gì ta, dân làng đi lạc á đi mình lấy cái này á, nhưng mà bây giờ nó gặm của mình mất tiêu rồi. Có cách nào để lấy lại được không ta? Ôi chết cái con cáo này. Ôi, ok các bạn ơi, có bạn nào biết cách nào để gọi là lấy lại được cọng dây thừng nó đang gặm trong miệng thì các bạn chỉ mình với nha. Chứ bây giờ mình không biết cách nào để lấy lại hết trơn á. Ok, để coi nhốt nó vào đâu bây giờ. Ở đây có cái chuồng ông siro ông xây nè. Mình sẽ dẫn nó vào trong đấy các bạn nha. Ok, rồi. Rồi mình nhốt nó vào trong đây. Cọng dây thừng tôi mới vừa lấy của ông thương gia đi lạc, bây giờ nó gặm mất của tôi rồi. Trời. Oh yeah, mấy bạn ơi, mình lại kiếm được thêm một cái ngôi làng nữa rồi. Thì cái ngôi làng này khá là xa nhà của mình các bạn ạ. À. Tính ra mình đi xa lắm luôn á mới tìm thấy được ngôi làng này nè. Ui cái ngôi làng này có bộ gọi là bự phết nha. Ui tính ra rộng ghê luôn á, có cả Island Golem nữa kìa. Wow, ok, thôi bây giờ mình sẽ vào trong đây mình bắt mấy con dân làng đem về nhà nha các bạn. Rồi có cái thùng này nè, lấy luôn. Ok, lấy hết. Nói chung là chơi Minecraft mà thấy đồ của dân làng là chỉ có lụm hết thôi các bạn ơi. Và bây giờ đi kiếm mấy con dân làng và nhốt bọn nó vô xe mỏ thôi các bạn ơi. Tính ra là cái làng này xa lắm luôn các bạn, không biết có về nhà kịp hay không đây. Ok. Ui, ôi có thằng nhóc nữa bạn. Có nên bắt nhóc này về không ta? Nhưng mà khoan từ không, cái con dân làng này thì nó còn nhỏ quá, chắc là giờ mình để cho nó trong làng đi chứ con này bắt về cũng chẳng làm được gì hết trơn á. Để cho nó lớn chắc mệt chết luôn á. Thôi kệ đi, chắc không cần bắt cái con dân làng nhỏ này đâu các bạn ơi. Ok thôi kệ nó đi. Ôi không, mấy bạn ơi, mấy bạn hãy nhìn đây. Ở chỗ này chúng ta đang có một anh Island Golem đang bị thương các bạn ạ. À. Người anh ấy đang bị sức mẻ hết rồi. Thật là tội nghiệp làm sao. Chắc là bây giờ chúng ta phải tìm cách để có thể trị thương cho anh ấy thôi. Hey, mấy bạn ơi, tính ra là nguyên một cái ngôi làng to như vậy luôn mà chỉ được có mỗi 3 con dân làng bự thế bạn ạ. À. Còn lại một con dân làng con á, thì mình không có lấy, bởi vì con dân làng nhỏ đó nó vô dụng lắm, chẳng được gì hết trơn á. Cho nên thôi, mình cũng không có nỡ bắt nó về. Mình bắt được 3 con dân làng to nè, thì chắc là mình sẽ đem 3 con này về nhà nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khách sạn 5 sao của Phong Cận TV, xây dành riêng cho những anh dân làng ở trong Minecraft. Đây, ta-da-da. Yeah.
Thì sau khi mà bắt xong mấy con dân làng về các bạn, thì tổng cộng là mình bắt được khoảng 6 con nha các bạn nha. Thì mấy con dân làng này á, là mấy con dân làng nó chưa có nghề nghiệp, cho nên là mình sẽ bắt nó về. Và mình đã xây cho bọn nó một cái ngôi nhà nhìn gọi là nóng bỏng các bạn. Một ngôi nhà cực kỳ nóng bỏng nha, xung quanh toàn là lửa không à, để gọi là tránh gọi là zombie xuất hiện trong đây các bạn ạ. Thì chắc là nhiệm vụ tiếp theo của mình á, là mình phải cho mấy con dân làng nó sinh sản các bạn ơi. Thì ở đây mình có một ít lúa nè, thì bây giờ mình sẽ chế ra thành bánh mì nha. Sau đó là mình sẽ gọi là đưa bánh mì cho bọn nó ăn, để bọn nó gọi là sinh con nha các bạn. Mấy con dân làng ở trong Minecraft ấy, bọn nó cũng y hệt như là mấy con vật ở trong Minecraft bạn. Các bạn chỉ cần chọi đồ ăn cho bọn nó thôi, là bọn nó ăn đồ ăn xong là bọn nó sẽ sinh con. Đấy, kiểu vậy, ok. Nào, nào lại đây, anh sẽ phát bánh mì cho từng đứa nè. Không cần phải chen lấn xô đẩy làm gì, ai cũng có phần. Đây, lượm đi, lượm đi. Đấy, chúng ta sẽ chọi từng ổ thế này nha các bạn. Thì bọn nó gọi là con nào mà bọn nó có bánh mì rồi thì nó sẽ chia cho con khác. Đấy, và thế là bọn nó sẽ sinh con thôi. Thôi tôi chọi tụi mày hết luôn nè, mệt quá, phát từng cái mệt ghê luôn. Ui, đây mấy bạn thấy không, nó hiện ra hình trái tim rồi nè. Có nghĩa là bọn nó đang bắt đầu yêu nhau rồi các bạn. Đấy, một tí nữa bọn nó sẽ có được dân làng con nha các bạn nha. Đây, chúng ta chỉ cần đứng ở ngoài quan sát bọn nó nè. Đây, bắt đầu bọn nó sẽ gọi là đứng nói chuyện với nhau. Đấy, nói chuyện với nhau không xong rồi sinh con luôn, không hiểu luôn. Ok, đây này, đó thấy không. Đây, ta-da, một con dân làng nhỏ bạn ơi. Ok, vậy bây giờ chúng ta từ 6 con chúng ta đã lên được thành 8 con rồi nha các bạn. Ok, cứ từ từ vậy chúng ta sẽ có được nguyên ngôi làng to đùng luôn. Rồi ok bạn ơi, để có thể gọi là có đủ đồ ăn để có thể nuôi mấy cái con dân làng này để bọn nó sinh con á, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải chế tạo một cái máy farm lúa mọi người ạ. Ok, để mình coi đất ở đâu. Đây, đất đây. Ok, mình sẽ lấy cho mình thật là nhiều đất luôn. Hồi nãy mình mới dọn rương ở trong người rồi, bây giờ mình sẽ dành hết tất cả rương trong người để mình chứa đất nha bạn. Ok, lấy hết đất nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây chúng ta một cái ruộng gọi là siêu to khổng lồ nha các bạn nha. Thì cái ruộng này á, là một cái ruộng gọi là rất là cơ bản rồi, ai cũng biết rồi. Nhưng mà nói chung là mình cứ xây ra để có đồ ăn cho mấy con dân làng trước đã. Ok, đây, mình xin giới thiệu bạn một cái chuồng bò hơn 1000 con bò bạn ơi. Đấy, mình nuôi mấy con bò này nó nhiều đến nỗi mà bây giờ bọn nó chen chúc ở trong cái chuồng luôn rồi các bạn. Cái chuồng chứa không nổi luôn á. Thật ra là do là mình lười gọi là xây chuồng bò á, cho nên là mình cứ để bọn nó ở trong đó luôn. Thôi nhưng mà không sao, nếu mốt mình sẽ xây mấy farm bò nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Cái thửa ruộng này không đủ lúa để nuôi mấy con dân làng đâu, cho nên mình cần phải xây cho mình một cái gọi là ruộng lúa to hơn các bạn ơi. Ok, mình sẽ chọn chỗ này để xây nha, xây kế bên mấy con dân làng luôn. Rồi ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là cái ruộng của mình gọi là to to như thế này chắc là vừa nè các bạn. Đó, nhiêu đây thôi là đủ để gọi là trồng lúa ăn gọi là mấy ngày không hết luôn rồi các bạn ơi. Đấy, ok, mình đã xây cái này đó, coi coi 2, 3, 4, hình như là 6, 8 tầng gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà xây rộng rộng thế này đi để trồng lúa cho được nhiều nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xây hệ thống đá đỏ nha. Ôi mấy bạn ơi, tính ra là trong lúc mà tôi đang xây dựng nè các bạn, thì tôi phát hiện ra có một cái sự cute không hề nhẹ ở trong cái world sinh tồn của tôi các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, đấy các bạn thấy gì không, ở bên kia nó có một con zombie kìa các bạn. Đấy, một con zombie con nha. Mà tôi không hiểu sao tiện con zombie ấy đứng im chỗ ở bạn. Tôi lại gần nó các bạn coi nè, tôi lại gần nó không đụng gì tôi luôn bạn ơi. Nó đang nhìn gì vậy ta, tôi thấy hơi lạ lạ, tôi không biết đang nhìn gì ở bên dưới nước nữa. Trời ơi trời, hình như đang đứng ở đây nó ngắm phong cảnh mọi người à. Nè bạn coi nè, tôi lại gần nó không làm gì tôi luôn. Đó, mà con zombie này bé tí tẹo nhìn dễ thương vậy. Các bạn nhìn nè, ok, đứng đây selfie tắm nha. Nè, chụp tấm hình nè, tách. Quá đẹp luôn. Phong cảnh selfie cùng zombie, đấy. Ôi, quá dễ thương luôn các bạn ơi. Mà sao tự nhiên con này đứng im ta? Hay là bị lắc nha? Tự nhiên đứng im luôn, nó không hề cử động hay gì hết luôn. Nó không hề quýnh mình luôn bạn ơi. Bình thường gọi là mình cực kỳ ghét mấy con zombie baby này luôn á, nhưng mà sao tự nhiên giờ nhìn nó dễ thương dữ. Ok, thôi ok, bây giờ chắc mình để nó ở đây đi, mình không làm phiền nó nữa. Không thôi tí nữa tiện quay quá cắn mình nữa là xong luôn á. Bây giờ là tôi sẽ về nhà, tôi lấy cho tôi một ít đá để tôi ra tôi xây tiếp cái máy farm lúa nha các bạn. Đây, nhà tôi thì không có gì thiếu gì ngoài gọi là đá với đất hết bạn ơi. Kim cương không thấy đâu chứ toàn là đá với đất là nhiều. Ok, thôi bây giờ tôi sẽ ra ngoài đó tôi xây tiếp nè. Từ từ lấy thêm một ít đá đỏ nha. Đó, đá đỏ chúng ta xây cái hệ thống nước của nó nè, lấy thêm ít sắt nữa. Sắp tới chắc là mình sẽ lấy mấy con dân làng để mình làm thành máy farm sắt để mình có nhiều sắt hơn nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, thì mình đã xây xong gọi là cái hệ thống đá đỏ của cái máy farm của mình rồi đây. Thì thật sự đây là một cái máy farm rất là dễ luôn. Mình nghĩ rằng chắc mình không cần hướng dẫn, thì chắc là mấy bạn cũng biết cách để xây cái máy farm này rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình không cần phải hướng dẫn mấy bạn để xây cái máy farm này nữa. Đấy, thì khi chúng ta bấm nút á thì nó sẽ đổ nước ra nè, rồi nó sẽ thu hoạch lúa cho chúng ta luôn, và chúng ta không cần phải tự thu hoạch nữa. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ cố gắng hoàn thiện cho xong luôn cái máy này luôn nha các bạn nha. Rồi, sau hơn gọi là vài tiếng thì
tôi đã xây xong cái máy farm lúa của chúng ta rồi nha. Thực sự là nhìn nó dễ vậy thôi nhưng mà nó xây cũng khá là lâu các bạn. Tại vì đặt từng block thì nó rất là mất thời gian luôn. Các bạn chỉ cần bấm cái nút á, thì ở bên trên mày có thể thấy nè, là nước nó đang chảy xuống thì nó sẽ tự động gặt lúa cho chúng ta nha. Ấy thì cái máy farm này nó quá là cơ bản rồi. Có rất là nhiều bạn chơi sinh tồn mấy bạn biết cái máy farm này rồi. Cho nên là không có gì để hướng dẫn các bạn hết đấy. Và sắp tới đây nữa mình sẽ gọi là xây một số những cái thử thách của các bạn. Mấy bạn muốn thử thách mình xây cái gì thì các bạn hãy nhớ bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ gọi là làm chúng ta một cái gì ta, cái đó là gọi nhà cái cuốc phải không ta? Ừ đúng rồi, cái cuốc để mình gọi là mình cuốc đất các bạn ơi, mình cuốc đất để mình còn gọi là trồng lúa nha các bạn. Ê trời, tính ra tôi làm mệt quá, xong giờ tôi nói chuyện lắp bắp luôn, mệt dễ sợ luôn các bạn. Xây cái máy này mệt ghê luôn á. Nhưng mà không sao, vì gọi là có thức ăn thì chúng ta phải chăm chỉ làm việc thôi các bạn ạ. Đấy, hiền nhân đã dạy rồi, muốn ăn thì phải có làm mấy bạn không? Nghe hơi sai sai là có làm thì mới có ăn. Đấy, ok. À, mà quên nữa bạn ơi, hôm bữa bạn mình nhớ là mình coi video của anh Siro, hình như là ổng kiếm được 2 con Acelot các bạn ạ. Cho nên quyết định là mình sẽ gọi là đi kiếm 2 con Acelot của ổng nha. Hình như là mình nhớ là ổng giấu ở chỗ nào trong cái ngôi nhà thì phải. Đấy, để tôi coi coi. Bình thường các bạn là mình đi ngang qua đây là mình ngạt tàn nghe cái tiếng nước ở chỗ này không à, cho nên mình nghi lắm. Ổng nhiều khi ổng giấu. Ok, đợi có cục đất này, có khi nào ổng giấu dưới đây không ta? Ủa không phải. Bình thường là ổng hay giấu, ổng lần trước mình hỏi ổng thì ổng bảo là ổng giấu bên dưới cầu thang. Và mình kiếm ở bên dưới đây nè bạn thì mình không thấy, và giờ ổng cũng đang xây bên dưới luôn à, là không có bạn ạ. À. Cho nên mình nghĩ rằng là cầu thang thì chắc là chỉ có thể chỗ này thôi. Bây giờ mình sẽ thử đào đây ra xem có Acelot bên dưới nha các bạn nha. Đào thử nè. Ui trời, đúng luôn. Phát hiện rồi nha. Giờ đem 2 Acelot làm lẩu à. Ôi trời ơi. Ok. Ui, mà khoan, hình như là Ro, em nhớ là con Acelot á là có con màu xám là con hiếm nhất đúng không? À đâu, Acelot là con màu xanh dương đậm. Xanh dương đậm á? Ủa, mà mấy con Acelot này có giúp được gì không? Ờ không. Thì hiện tại phiên bản hiện tại không thì không biết là tương lai là có cầm nhẫn gì không, nhưng mà hiện tại là nó phế. À ok, nói chung là nó không, chung là hiện tại chưa giúp được gì đúng không? Mình đang tính đó bạn, là bữa trước là mình tính làm một cái máy farm Acelot luôn. Nhưng mà mình chợt nhận ra là mấy con Acelot này á nó không có giúp được gì hết trơn á, cho nên là thôi chắc mình nghĩ mình sẽ không làm máy đâu. Ê, không biết giết nó có ra cá không anh? Ờ anh cũng chưa thử giết Acelot bao giờ nên là anh chưa biết là okay. Ra gì hết. Vậy để em sẽ giúp anh. Đừng bạn, mình bắt Acelot không, nhưng mà Acelot có một công dụng á, đó chỉ là mình trang trí hồ cá không. À trang trí cho đẹp đúng không? Ờ ok, trang trí thì thôi đúng không rồi. Biết nữa, để mốt trang trí rồi ok. Thôi đi review cái khác nào. Đây, xin giới thiệu với các bạn. Đây chính là bạn đạo nô lệ nha các bạn nha. Đấy, thì cái bạn đạo này là mới đầu của bạn thì mình tính á là mình xây cái máy farm này ra là mình sẽ để cho mấy con dân làng nó trồng lúa cho mình các bạn ạ. Nhưng mà cũng may là trong server này có bạn đạo, cho nên mình quyết định là để cho đạo trở thành đạo nô lệ các bạn ạ. Ok, trồng lúa đi em. Thôi mời. Sao anh? Không ơi, thật ra là có 2 nô lệ luôn không ạ? Hả? Là ai nữa? Hùng nô lệ. À đúng rồi, có bạn Hùng nô lệ nữa. Bạn nào không biết bạn Hùng thì có thể qua bên kênh anh Siro để biết bạn Hùng là ai nha các bạn nha. Bạn Hùng bữa trước xuất hiện trong kênh Siro, xong có nhiều bạn kêu là giọng anh Hùng nghe dễ thương quá, nghe ngầu quá, nghe ấm quá, kiểu trời ơi, ghê. Ok. Đấy. Thì hôm nay thì mình đã có bạn đạo nô lệ, sắp tới mình sẽ bắt Hùng làm nô lệ luôn nha các bạn nha. Đấy, nói chung là bọn mình sinh tồn mà. Bọn mình người nào giàu hơn thì người đó được làm vua, còn người nào nghèo hơn thì người đó làm nô lệ bạn ơi. Đạo hiện tại đạo nghèo hơn mình cho nên mình quyết định cho đạo làm nô lệ. Ấy ok. Trồng lúa đi em, trồng lúa đi. Ok. Anh qua bên kia anh xây mấy farm tiếp đây. Ok. Thôi nói đùa bạn thôi chứ tất nhiên là mình sẽ phải xa người ta trồng lúa phụ đạo rồi các bạn à. Tại vì là nói chung á là mặc dù là đạo là chơi game chúng mình, nhưng mà mình lớn hơn đạo, mình có thể sai đạo làm được phải không? Nhưng mà không, mình là một người công bằng, mình sẽ phải, mình có ăn thì mình cũng phải có làm mày ạ. Có làm thì mới có ăn mày hiểu không? Cho nên mình phải trồng lúa phụ. Mà khoan từ, tính ra cái máy farm này là do mình xây mà ta. Nếu do mình xây thì cái việc trồng lúa phải là do mấy người chưa, mấy người không không xây làm chứ. Ok thôi kệ kệ đạo đi. Thôi đi chơi tiếp. Kệ đi. Ủa vậy nói gì? Kệ đi anh. Hey, để về nhà enchant là cái cấp mấy bạn ơi. Cái cấp của mình sắp hỏng mất tiêu rồi. Cái cấp của mình là hơi bị VIP luôn nha các bạn nha. VIP nhất trong server này luôn các bạn. Đấy các bạn xem nè. Mình hiện tại đang có là hiệu suất 5 nè, giai tài 3 với lại là chậm hỏng nè. Còn cái cấp này của mình là có độ mềm mại để dành để mình gọi là farm mấy cục kim cương các bạn ơi. Đấy thì bây giờ mình sẽ sửa lại nó nha. Thì, từ có kim cương ở đây không? À đây có 3 viên kim cương ở đây. Mình sẽ sửa lại cái cấp này của mình nha. Mình sẽ lấy cái que nè bỏ ở đây. Sau đó là mình sẽ bỏ tạo một cái cây cấp mới. Sau đó mình sẽ gọi là lấy ngọc enchant. Mình sẽ enchant nó ra luôn các bạn ơi. Để coi coi được cái gì không. Ui được theo hiệu suất nè. Để mình enchant coi ra được gì không nha. Trời ơi chỉ được hiệu suất thôi các bạn ơi. Xui vãi. Ok bỏ cái cấp này vô coi được gì không.
được độ mềm mại. Wow, độ mềm mại nè, in general luôn. Độ mềm mại với lại là chậm hỏng, hiệu suất 4. Yes, vậy là các mình có thể nâng trở lên thành hiệu suất 5 được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái hiệu suất nè, mình bỏ vào đây. Bỏ cái cúp này vào đây. Chúng ta sẽ có được hiệu suất 4. Ôi, vẫn còn là hiệu suất 4, chưa xịn lắm. Ok, đổi ngược lại thử xem coi. Hiệu suất 4, độ mềm mại. Ồ, nó không nâng được lên hiệu suất 5 mấy bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao, kệ, có vô mình được rồi. 21 kinh nghiệm hả? 21 kinh nghiệm hơi nhiều, để đổi ngược lại còn bao nhiêu? 27 kinh nghiệm. Ui, sửa cái cúp này tốn nhiều kinh nghiệm dữ hả? Đổi ngược lại nhiều hơn chưa đổi. Ừ, đổi ngược lại nhiều hơn chưa đổi nữa. Từ chắc mình phải sửa cái này lại trước đi. Ok, sửa cái này trước nè. Bỏ cái này vô. 22 kinh nghiệm. Ok, đổi ngược lại thành bao nhiêu đây? 38 kinh nghiệm. Ôi thôi, để gì cho chắc ăn. 22 kinh nghiệm để sửa được cái cúp này. Ok. Trời ơi, tốn nhiều kinh nghiệm quá bạn ơi. May mà có cái máy pham nhện á. Còn cái cúp độ mềm mại này của mình thì hiện tại mình chưa sửa được. Tại vì cần nhiều kinh nghiệm lắm. Mình cần phải xuống chỗ pham nhện để mình gọi là pham mấy con nhện nữa. Thì mình mới có thể gọi là sửa được cái cây cúp này. À mà khoan, quên mất các bạn ơi. Mình khoe cho các bạn cái này hay lắm nè. Đây đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, ở chỗ này mình có một cái rương. Thì cái rương này các bạn biết để làm gì không? Mình có giấu ở trong đây rất là nhiều khối kim cương luôn, quặng kim cương. Đấy, cái quặng kim cương này á, thì sẽ có nhiều bạn hỏi là làm sao mà anh đào được cái quặng về nhà vậy? Có phải là anh cheat không, anh hack không? Nhưng mà thật ra không phải nha các bạn nha. Cái quặng này á là mình sử dụng bằng cái cúp độ mềm mại, mình có thể đào được cái quặng này đem về nhà. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt nó ra ngoài đây. Ok, để làm gì các bạn ơi, biết không? Mình sẽ inbox cùng mấy bạn nha. Đấy, mình sẽ đặt mấy cái quặng kim cương ở đây nè. Hiện tại giờ mình đang có 21 quặng kim cương này. Ok, với lại thêm 6 quặng này nữa là 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok, 27 quặng kim cương. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cây gia tài 3 của mình để mình đập ra để coi được bao nhiêu kim cương nha các bạn nha. Ok, đập nè. Wow, có được cái cúp gia tài các bạn thì bạn sẽ farm được cực kỳ nhiều kim cương luôn. Đấy, 27 lóc đúng không? 27 lóc để được bao nhiêu kim cương này? Để tôi đào thử nha. Ok, quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Wow, trời ơi, hơn một sắc kim cương luôn. 27 lóc là bình thường, mà đào bằng cái cúp bình thường á thì sẽ được có 27 viên kim cương thôi, còn đào bằng cúp gia tài mình được hơn một sắc kim cương luôn. Trời ơi, giàu luôn rồi các bạn ơi. Ủa, Sido đang xài gì đâu? Anh đang xài cái máy nung sắt tự động. Trời, xài máy nung sắt tự động hả? Ok, đây chỗ này là rương kim cương. Rương kim cương chúng ta từ đây em bỏ kim cương vô rương đã. Nhiều quá các bạn ơi, nhiều kim cương thế này thì xài đến bao giờ hết. Ok, đâu anh đang xài gì đâu? Nè, nè, lên đây. Cái này để làm gì? À, mở rương ra. Mở rương. Nè nhá, bây giờ nhá, ví dụ nhá, bây giờ em có quặng sắt không? Quặng sắt hả? Em không có quặng sắt. Từ để em kiếm trong hình cho trong rương này có. Đây đây có nè. Đây đây, quặng sắt đây. À ok, nha. Em nhìn nhá, cái rương này sắt nó không xuống nha. Bây giờ nhưng mà bỏ quặng sắt thử đi. Bỏ quặng sắt vô nè. Ồ, đó, đây thì xuống cái lò ở dưới không? Nó xuống cái lò ở dưới. Rồi sao nữa? Đúng rồi, xong rồi cái lò này mà nung xong á thì cái lò này sẽ chạy qua bên đây, sau đó sẽ bắn sắt qua bên đây. Cái này chưa xây xong. Xong rồi anh sẽ làm cho một cái đường dẫn nước và nó sẽ chạy lên trên mà nó đi lại vào cái rương trong đây. Rồi chơi như nó vào trong cái rương này hả? Ok. Rương bên đây luôn. À ok, hợp lý. Cái này là máy nung tự động đúng không anh? Đúng rồi. Ok, rồi ok bạn ơi. Thì đấy, đây chính là cái world sinh tồn của mình và anh Siro bạn ơi. Thì vừa rồi mình đã cho anh em xem cuộc hành trình gọi là đi farm lúa, đi dẫn dân làng về nhà, sau đó làm mấy farm lúa của mình rồi. Và sắp tới mấy bạn muốn mình sẽ gọi là làm thêm cái gì mới nữa thì bạn hãy nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của anh Siro cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Và anh em muốn mình gọi là thực hiện thử thách của mấy bạn cái gì ở trong series sinh tồn này thì các bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết luôn nha. Ủa có con skeleton kìa, từ từ để mình quay giết nó đã. Skeleton hả? Ok. Rồi. Và bây giờ mình sẽ phải tự trồng lúa lại đây các bạn ơi, hơi mệt xíu. À không, mình có cu đạo các bạn, mình sẽ nhờ cu đạo trồng lúa giúp mình nha. Ok, cu đạo chính là đạo nô lệ nha các bạn, mình sẽ nhờ đạo trồng lúa. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người, tạm biệt.